Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố Lào Cai cho đến khi có thông báo mới. Thành phố Hà Nội trước đó đã có thông báo tạm dừng kế hoạch đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường do các ca nhiễm COVID-19 trong trường học tăng và diễn biến xấu của thời tiết. Thành phố Hải Phòng cũng đã thông báo cho học sinh tiểu học và mầm non được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh cấp 2 được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Tỉnh Vĩnh Phúc thì yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở chuyển sang học trực tuyến từ hôm nay đến khi có thông báo mới của địa phương. Các huyện, thành phố sẽ quyết định linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương mình.